Xin chào các anh chị và các bạn. Sáng hôm nay xin gửi đến các anh chị và các bạn một cái quy trình, đó là làm như thế nào để chúng ta điều trị phân trắng một cách dứt điểm, và đồng thời tôm chúng ta sẽ tiếp tục phát triển để về xây lớn. Thì như các anh chị đã biết thì thông thường các anh chị và các bạn tôm các anh chị bị phân trắng thì các anh chị hay sử dụng bằng cách là dùng kháng sinh với cái liều cao và trộn có khi là 1, 2, 3, 4 ngày liên tục kháng sinh, và làm dẫn đến tình trạng là đến cái hiệu quả mà các anh chị thấy liền, đó là phân trắng có thể dứt điểm sau 1, 2 ngày. Đấy. Nhưng mà sau khi phân trắng dứt điểm rồi thì đường ruột nó lại teo nhỏ. Đấy, thứ hai tôm nó ốp thân. Và thứ ba là nó có thể là nó không có lột và tôm nó biến ăn và nó lười ăn, thậm chí là nó bỏ ăn luôn. Thì đấy là những cái cách các anh chị thông thường hay làm, và đem lại kết quả là tôm nó chậm phát triển và tốc độ mà về xây lớn nó rất là thấp, phải nói là rất là thấp. Đấy. Chính vì vậy mà Huy cũng đã từng nghiên cứu ra rất nhiều cái quy trình và cũng đã đi nhiều nơi để mà các anh chị và các bạn chia sẻ một số quy trình mà các anh chị đang dùng, các anh chị trải nghiệm. Và có rất nhiều quy trình hay và Huy đã đúc kết được, và trong ngày hôm nay Huy mới gửi đến các anh chị và các bạn một cái quy trình đó mà Huy đã hướng dẫn cho hàng trăm người, hàng ngàn người thành công. Bằng chứng là trong các cái nhóm Zalo của Huy có 2 cái nhóm Zalo 1000 thành viên, và trong cái nhóm Zalo mới khoảng hơn gần 600 thành viên. Ngoài ra thì trên kênh YouTube của Huy và trên fanpage của Huy có rất nhiều anh chị em đã sử dụng và đem lại hiệu quả cao. Chính vì vậy sáng nay hôm nay Huy mới gửi đến các anh chị và các bạn cái quy trình một cách rất là dễ hiểu, đồng thời cũng có kèm một số cái sản phẩm ví dụ để các anh chị có thể làm theo. Những cái sản phẩm này là ví dụ thôi, còn các anh chị có thể dùng bất cứ sản phẩm nào cùng loại, các anh chị đưa vào cái quy trình nuôi, làm cho quy trình nuôi nó có hiệu quả. Đấy là cách mà Huy hướng dẫn các anh chị. Hãy từ từ xem cái video phía sau, đừng có vội ngưng cái video này lại, vì nội dung rất là hay nằm ở phía sau, các anh chị hãy theo dõi nha. Điều đầu tiên nhất thì các anh chị, như đó các anh chị đã biết thì phân trắng nguyên nhân chính là thứ nhất về tất cả nó xuất phát từ môi trường các anh chị nha. Ở trong môi trường tôm ao nuôi các anh chị thì đặc biệt là ký sinh trùng, như chúng ta nuôi tôm nước lợ mà, nuôi tôm nước lợ thì ký sinh trùng nó đi từ cái vùng nước ngọt xuống và nó ký sinh và nó nằm ở trong cái môi trường nước lợ của chúng ta, và khi chúng ta bơm nước vào hoặc là những cái công cụ dụng cụ chúng ta đưa vào, nhiều lúc nó có ký sinh trùng nó bám vào trong đó, hoặc là ký sinh trùng nó nằm còn tồn tại trong ao nuôi của chúng ta mà chúng ta không giải quyết được, dứt điểm cho nó, và nó sẽ sinh sôi nảy nở ra và nó ảnh hưởng đến cái đường ruột tôm của chúng ta. Bằng cách là ký sinh trùng thì nó cái hình mỏ neo các anh chị, nó có cái hình mỏ neo. Chính vì vậy mà chúng ta rất dễ nhìn biết nó khi mà chúng ta soi trên kính hiển vi và nó móc vào cái đường ruột của con tôm, nó làm cái đường ruột con tôm bị biến dạng. Nó biến dạng luôn, và nhiều khi là nó cong queo. Thì đây là giai đoạn đầu của ký sinh trùng, và khi con tôm, khi ký sinh trùng nó sinh sôi nảy nở lần đầu thì khi nó bám vào thì con tôm bắt đầu ăn cũng rất là mạnh, rất là mạnh, rất là tuyệt vời. Nhưng đến một thời gian ký sinh trùng nó phát triển sinh sôi nảy nở với một cái lượng rất là lớn thì con tôm bắt đầu là đường ruột nó kém lại, thì con tôm nó lại giảm ăn. Nó giảm ăn, đây là cái biểu hiện rất là rõ trong cái việc mà ký sinh trùng có trong đường ruột con tôm, và có khi là nó ký sinh trong gan tôm luôn các anh chị, trong gan tôm luôn. Và cái hình của nó rất là dễ, các anh chị nhìn thấy cái hình mỏ neo như thế này, cái hình mỏ neo như thế này, ở cái trang cuốn sổ tay của Huy ở trang 66 các anh chị nhìn thấy, soi qua kính hiển vi thì các anh chị thấy nó có cái hình giống như con giun vậy đó. Nó có cái mỏ neo nó bám vào trong cái thành ruột của con tôm và nó làm lở lét cái thành ruột con tôm và con tôm suy yếu đi. Thì đây là cái mà chúng ta thấy được. Đấy. Thì đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là con tôm có thể nó ăn cái tảo giáp vào, gọi là cái tảo giáp vào. Cái tảo nó cũng có cái hình mỏ neo các anh chị ha. Cái tảo này nó cũng rất là nguy hiểm, gọi là tảo độc á. Tảo độc. Thì cái tảo này thì tôm ăn vào nó cũng bị hư cái đường ruột. Và cái tảo này các anh chị tiếc là nó có cái hình giống như hình cái cầu gai vậy đó. Nó làm cái đường ruột con tôm cũng bị hư. Cũng rất là nguy hiểm. Đấy, thì đấy là những cái thứ hai. Cái thứ ba là vi khuẩn Vibrio. Nếu chúng ta test trên cái đĩa vi khuẩn mà có hàm lượng Vibrio
đặc biệt là con vi khuẩn Vibrio Harvey gây bệnh phân trắng phát triển mạnh thì cũng dẫn đến cái tình trạng là tôm rất dễ bị phân trắng. Đấy. Thứ ba là con tôm nó ăn những cái lơ lửng trong ao nuôi. Nếu các anh chị làm môi trường không sạch, nước lơ lửng nhiều, lơ lửng do tảo tàn, lơ lửng do nước đục và lơ lửng do phân tôm, thì các anh chị không làm sạch cái yếu tố này thì nó cũng làm tôm dễ bị phân trắng. Như vậy trong tất cả các yếu tố này chúng ta đều giải quyết trọn vẹn thì khả năng con tôm nó sẽ dứt điểm phân trắng một cách nhanh chóng trong vòng 4 ngày đến 5 ngày và sau đó nó ít có khi có cơ hội tái phát được vì chúng ta đã làm tốt vấn đề môi trường rồi. Như các anh chị đã biết, nuôi tôm là làm môi trường cho tốt chứ không có thuốc tiên nào mà thể chữa được với cái điều kiện môi trường kém được. Đấy. Cho nên đầu tiên nhất là chúng ta giải quyết môi trường. Như vậy các bước chúng ta làm để mà giúp cho đàn tôm chúng ta hạn chế được phân trắng hoặc là giải quyết được hiện tượng phân trắng, giúp cho tôm về sai lớn. Bước thứ nhất là chúng ta dọn dẹp môi trường. Hai là ngày đầu tiên. Như vậy ngày đầu tiên các anh chị đừng có cho tôm ăn gì cả, không cần thiết phải cho tôm ăn. Từ sáng đến chiều các anh chị dọn dẹp môi trường cho nó sạch. Bằng cách là buổi sáng 8 giờ các anh chị đánh cho Huy Erita cho nó mềm nước. Cái thứ hai 9 giờ các anh chị đánh cho Huy một liều Detoxin để rửa nước và dớt hết các bọt, các cái nhớt cặn ở dưới ao lên và dớt bỏ nó đi. Nếu như có lợn cận nặng mà chúng ta không dớt được bằng Detoxin thì dùng cái CCF 5000 đánh nó xuống. Đánh nó xuống thì có hai cái điều tuyệt vời này. Nó làm cho môi trường buổi sáng chúng ta tuyệt vời sạch và buổi chiều là cái điều mà cần thiết để chúng ta giải quyết xử lý mấy cái con như là vi khuẩn, ví dụ như là giải quyết cái con Vibrio khuẩn khuẩn Vibrio Harvey hoặc là chúng ta giải quyết cái con ký sinh trùng. Đấy, hai cái điều này chúng ta cần hạn chế tối đa. Thì xong khi buổi sáng các anh chị xử lý mọi thứ xong rồi thì buổi chiều thì chúng ta tiến hành mà xử lý một cái sản phẩm đặc biệt, đó là sản phẩm hớ tay. Sản phẩm hớ tay có tay trên tay của Huy đây, cái này rất là quen thuộc với các anh chị đúng không? Sản phẩm này là sản phẩm dưới dạng tinh dầu cho nên các anh chị phải làm bằng cách là pha với nước ngọt và đánh vào lúc 5 giờ chiều ha các anh chị ha. Nếu như thời tiết mà mưa gió ui thì chúng ta đánh 5 giờ chiều thì nó hơi dở, tại vì 5 giờ chiều thì khuya tôm nó kích lột, tại vì tôm mà trời ui nó rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nếu mà trời ui, trời có mưa thì tốt hết đánh vào buổi sáng 9-10 giờ các anh chị ha. Sáng 9-10 giờ sau khi chúng ta xử lý môi trường sạch sẽ rồi thì chúng ta đánh luôn vào lúc 10 giờ chẳng hạn, 11 giờ chẳng hạn thì nó sẽ rất tuyệt vời. Thì đây là cái điều mà các bạn nên phải làm ở cái sản phẩm hơ thai này. Đấy. Thì khi đánh của nó các anh chị pha với nước ngọt tan rồi các anh chị tát trước đầu quạt và quạt nó sẽ lan đều trong ao và nó sẽ diệt khuẩn rất là kỹ lưỡng cái điều này. Và nếu các anh chị đánh buổi chiều nếu các anh chị đánh buổi chiều thì tối đó tôm chắc chắn có lột ha, có lột. Thì nếu có lột thì chúng ta phải giữ vững ba cái yếu tố, có hai cái yếu tố quan trọng, đó là pH phải giữ vững, đừng có để tụt pH. Thứ hai kim cũng vậy, và đồng thời cung cấp khoáng chất cho ao để con tôm cứng vỏ nhanh vào buổi sáng. Như vậy tiếp theo đó chúng ta dùng cái bơm tét khoảng 10 kg cho 1000 mét khối. Cái sản phẩm này rất là đặc biệt, nó không giúp tăng pH nhiều đâu các anh chị, rất ít. Thứ hai là cái sản phẩm mix 200. Đây, mix 200 trên tay của Huy đây. Đây là loại khoáng rất là đặc biệt, Huy cung cấp ra thị trường với số lượng rất là lớn và nó tăng hoàn toàn các anh chị nha. Tất cả sản phẩm này là tăng. Rồi, tiếp theo là Alkaline, một sản phẩm tăng kiềm. Với ba sản phẩm này các anh chị phối hợp với nhau. Alkaline lúc nào các anh chị đánh cũng phải 10 kg cho 1000 mét khối nước. Cái thứ hai mix 200 khoảng 5 kg là ok. Và bơm test 15 kg cũng được. Nếu các anh chị thấy pH hơi thấp thì các anh chị đánh hơn 10 kg cho Huy. Đấy, với ba sản phẩm này vấn đề xử lý nước vào ban đêm. Ngoài ra nếu thấy mà lượng oxy trong nước nó thiếu thì bổ sung thêm oxy táp cho Huy khoảng 5 kg cho 1000 mét khối nước là giải quyết xong vấn đề môi trường. Ngày hôm sau tôm nó đã tỉnh queo rồi, nó ngon lành rồi. Đấy các anh chị. Đấy, và sáng hôm sau chúng ta tiến hành đơn giản như sau. Hai cử sáng chiều các anh chị trộn cho Huy khoảng 30 ml hợp thai cho 1 kg thức ăn. Lấy 30 ml này pha với 100 ml nước, trộn với thức ăn và cho tôm nó ăn ha. Đấy, nhớ trộn hơi thay thôi, không trộn gì thêm, cử sáng cử chiều cho Huy. Đây là cái điều đầu tiên. Còn không các anh chị trộn luôn hai cử sáng cho Huy luôn, hơi thay hết để cho nó đẩy hết ra môi trường. Mà khi mà ký sinh trùng hoặc là khuẩn ở trong đường ruột nó đẩy ra môi trường xong thì các anh chị cố gắng siphon và thay nước đỡ đỡ cho Huy một chút, đúng không ạ? Đỡ đỡ cho Huy một chút. Đấy, đó là cái ngày hai cử đầu tiên. Và hai cử còn lại, cử 1 các anh chị trộn cho Huy cái Sunstream hoặc là Coldstream, tùy các anh chị dùng.
Nếu mà Sun Stream thì trộn 30ml thôi. Nếu mà Cold Stream các anh chị trộn cho Huy 60ml trên ký thức ăn kèm với lại canxi phốt. Đây, nhớ kháng sinh phải kèm với canxi phốt thì để nó giữ vững cái đường ruột cũng như là giữ vững cái mao mạch đường ruột cho tôm ha, và giữ cái lượng khoáng không bị chảy ra khỏi cơ thể của nó trong khi nó bị phân trắng. Đấy, tại vì ở trong canxi phốt nó có cái khoáng điện giải rất là cao ở trong này, cho nên chúng ta phải bổ sung cho tôm. Rồi, cử tiếp theo các anh chị trộn những cái sản phẩm còn lại cho Huy, gồm Inoli. Đây là một cái loại mà sản phẩm mà bổ gan rất là đặc biệt. Nó có chứa thành phần choline chloride rất là cao. Ngoài ra là có chứa sorbitol, lysine, betaine và nhiều cái thành phần khác nữa mà Huy không công bố đây này. Đấy. Rồi tiếp theo các anh chị bổ sung cho Huy cái FVCD. Đó là một cái loại men đường ruột rất là tuyệt vời. Và nó phải nói là men đường ruột nằm trên một cái môi trường là giống như muối các anh chị, rất là mặn. Rất là hay. Đấy. Rồi, sau đó thì các anh chị bổ sung thêm cho Huy cái Virosix, đây là một cái loại axit hữu cơ để làm mềm vi thức ăn, hạ pH đường ruột xuống một chút để cho vi khuẩn Viro nó không phát triển. Rồi, và một cái loại men tiêu hóa đặc biệt Huy nhập khẩu từ Hàn Quốc về, nó là One Quick Stream đó các anh chị ha. Rất đặc biệt cái trong cái sản phẩm này, nên các anh chị dùng cái sản phẩm này. Đó, bốn sản phẩm này trộn vào cái cử chiều ha, cử chiều. Đấy, cử chiều, cử cuối cùng. Đấy, rất đặc biệt như vậy. Ha các anh chị. Rồi, 5 giờ chiều thì chúng ta ngày của ngày thứ hai chúng ta tiến hành cấy vi sinh cho Huy. Cấy vi sinh cho Huy. Nhớ phải lấy cái vi sinh 10kg đường kèm với lại một gói vi sinh này đánh cho Huy cho 1000 mấy khối nước. Sục khí chỉ trong 3 tiếng đồng hồ thôi, không cần sục nhiều. Nhớ khi sục khí Huy cũng luôn luôn dặn các anh chị kiểm tra khi mà các anh chị bỏ đường vào, bỏ vi sinh vào và kiểm tra pH lại một lần. Nhớ nước sục khí bao giờ chúng ta cái hỗn hợp này nó cũng phải từ 5, từ 6 trở lên các anh chị nha. Từ 6 trở lên. Rồi trong quá trình các anh chị sục sau 3 tiếng có thể nó tụt xuống là 5 chấm mấy là vừa đẹp. Và lúc đó là vi sinh đã hoạt động trở lại rồi và chúng ta tạt ngay xuống nước. Như vậy 2 giờ chiều rồi chúng ta phải chuẩn bị cái hỗn hợp sục này rồi đúng không các anh chị? Chuẩn bị sục và 5 giờ là có cái sản phẩm để chúng ta đánh xuống hồ nuôi. Đấy. Đấy, rất là cụ thể đúng không ạ? Được không ạ? Và sau đó những ngày còn lại thì cứ một cử sáng các anh chị trộn cho Huy một liều Sun Stream hoặc là Cold Stream kèm với canxi phốt. Rồi, ba cử còn lại các anh chị trộn cho Huy những cái sản phẩm như đầu tiên nhất là men đường ruột FVCD, thứ hai One Quick Stream là men tiêu hóa, thứ ba là Inoli ha, giúp hình thành cái tế bào gan và giảm cái độc tố trong gan rất là tốt luôn, và thứ tư là axit hữu cơ, axit hữu cơ là Virosix. Rồi bốn sản phẩm này kèm với cái sản phẩm Cold Stream hoặc là Sun Stream với canxi phốt, một cử một ngày. Bốn sản phẩm này cho ba cử còn lại, các anh chị trộn siết trong vi trong vòng 4 đến 5 ngày, phân trắng dứt điểm và tôm phát triển trở lại, không bị hư đường ruột, tôm vẫn phát triển, vẫn lớn bình thường. Nhớ hãy giảm 50% lượng thức ăn trong suốt quá trình điều trị. Đấy. Rồi sau khi mà các anh chị điều trị đường ruột tôm nó hết phân trắng rồi, môi trường nó sạch sẽ rồi và nó dứt điểm phân trắng rồi, thì cái ngày cuối cùng các anh chị điều trị đó, tức là ngày thứ 5, ngày thứ 6, các anh chị tiến hành diệt khuẩn và ký sinh trùng lại cho Huy một lần nữa trong nước bằng cách đánh 1 lít hơi thay cho 1000 mấy khối nước. Và ngày hôm sau tiến hành đánh lại cho Huy một liều vi sinh Epicimbon. Vậy là xong rồi. Đấy, đấy là quy trình rất là tuyệt vời Huy gửi đến các anh chị và các bạn. Mong các anh chị và các bạn có thể sử dụng. Mọi chi tiết thì các anh chị có thể liên hệ với công ty OBS qua số điện thoại của Huy 0913753035 hoặc là tham gia vào các cái nhóm Zalo của Huy để được các anh chị được chăm sóc hàng ngày hàng giờ ở trong này. Cứ mỗi lần các anh chị up lên khoảng 5 phút là các anh chị có tin nhắn trả lời cho các anh chị. Những thành viên trong nhóm, đặc biệt là những người nhân viên tuyệt vời của OBS sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Nên nhớ, các anh chị để được tư vấn trọn vẹn và 24 giờ trên 24 giờ thì hãy vào trong nhóm. Huy sẽ sau này sẽ hạn chế trả lời cho các anh chị. Những người mới thì Huy sẽ trả lời, còn những người cũ chưa bao giờ những người cũ thì đã được gọi là trả lời nhiều lắm rồi thì đừng có hỏi bên ngoài. Cấp bách lắm thì hỏi bên ngoài. Còn bình thường hãy vào trong nhóm hỏi để được trọn vẹn hơn. Để được trọn vẹn hơn các anh chị nha. Đôi lúc Huy không có trong nhóm thì không trả lời được cho các anh chị thì nó cũng buồn cho các anh chị. Nhưng các anh chị hãy cố gắng vào trong nhóm. Còn các anh chị cảm thấy khó chịu với cái việc mà chuông điện thoại nó reo liên tục thì các anh chị hãy vào trong nhóm. Hãy vào trong nhóm và làm những cái thao tác như Huy chỉ thì sẽ không bị ồn ào ở trong cái nhóm. Khi cần thì chúng ta vào, không cần thì chúng ta cứ để cho nó nhắn tin tới. Thì bằng cách các anh chị vào cái nhóm, ví dụ như nhóm số 3 đây chẳng hạn anh chị. Nhóm số 3 bây giờ là số lượng là nó khoảng là được 570 thành viên rồi các anh chị. Rất là nhanh. Rất là nhanh. Thì khi vào trong nhóm
Đó, xong thì các anh chị vào cái ba gạch này. Đấy. Và nó sẽ hiện lên logo này, nhóm nuôi tôm số 3 này. Đấy, và các anh chị thấy cái chuông ở đây. Các anh chị tắt cái chuông này đi. À, và bấm vô cái chuông và ghi rằng đó là cho đến khi nào mở lại, bấm cái chỗ đi đến khi nào mở lại là cái chuông nó tắt. À, khi cái chuông nó tắt rồi thì nó không ồn ào cho anh chị, các anh chị không có lo, được không ạ? Thì đây là cái cách rất là đơn giản, các anh chị hãy làm theo. Đấy. Ngoài ra, thì khi vào trong nhóm này, khi đã trở thành thành viên nhóm như thế này rồi thì các anh chị sẽ được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. À, những cái ngày kỷ niệm, những cái ngày công ty có bán những cái chương trình khuyến mãi, hay là những cái ngày mà công ty có những cái gì đặc biệt muốn tặng các anh chị thì những người trong nhóm là những người đặc biệt sẽ được tặng. Ngoài ra thì những cái nhóm này là ba cái nhóm lớn của công ty, thì ngoài ra ở thị trường trực tiếp nhân viên thị trường nó cũng có một cái nhóm nhỏ, mỗi thành viên như vậy nó có khoảng hơn 100 người hoặc là 50 người chẳng hạn, người khách hàng. Thì ở trong này nhân viên của Huy cũng được, cũng sẽ chăm sóc các anh chị chu đáo, không thiếu gì cả, rất là gần gũi với các anh chị hơn. Mong các anh chị theo dõi và ủng hộ cho công ty OVS. Chúc các anh chị có một vụ bội thu công việc nuôi tôm thành công và thành đạt. Chúc cho các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye.